Bích Dầu, Ha Phu xin chào bà con nha. Hôm nay chia sẻ cho bà con cái chủ đề về phao nè bà con. Tại trên thị trường bây giờ có rất là nhiều dòng phao nha, bà con nên nghiên cứu nha. Tại vì có rất là nhiều bà con nói với Dầu là phao này nè. Bà con mình mua về một thời gian đó đúng không, là bắt đầu là nó, thứ nhất là nó hư pin, pin nó xài không được. Thứ hai nữa là lúc có lúc mất nha bà con. Cho nên bà con hãy cân nhắc lựa những cái dòng sản phẩm phao nào cho nó phù hợp nha. Đặc biệt là phải phao nhớ nha bà con, có phù hợp. Tại vì khi bà con ra biển mà con xài á, vô mấy cái máy nhận dạng này nè, giống như mấy cái máy nhận dạng này bà con mình thấy không đó, khi mà bà con xài mà lúc nó bắt được lúc nó không, nè nó không hiển thị cái thông tin lên trên đây nè bà con mình thấy chưa đó, khi lúc có lúc mất, khi có lúc có lúc mất cái phao này nè là nó không có hiệu quả nha bà con đó. Rồi bà con mình không có biết, bà con mình tưởng đâu là nó hết pin hay là tưởng nó bị cái gì đó, để cho bà con mình theo dõi ví dụ như là lưới hay là cái gì đó bà con, hay là cào gì đó, hay là những cái ngành nghề gì đó, nhưng mà nó mắc, bà con mình tưởng đó là nó mắc trộm hay nó như thế nào rồi, thì bà con mình bắt đầu á là phải chạy đi đó, giống như từ đó mình cách cái phao mình là 3 lý hay là 2 lý gì đó, mình phải chạy lại đúng không bà con ha, mình phải chạy lại mình coi, nhưng thực tế không phải do cái phao mình bị lỗi. Tại bây giờ ở trên thị trường á có nhiều cái đơn vị cung cấp phao á rất là nhiều luôn, nhưng mà nó bị lỗi liên tục luôn đó, thu phát nó không có ổn định, lúc có lúc mất nó chập chờn liên tục cái đó, rồi bà con mình sao mà xài đó. Riêng là bà con phải lựa cho em những cái dòng phao cho nó chất lượng, tại vì bây giờ bà con biết sao không, thị trường nó mở rất là nhiều cái đơn vị nó cung cấp luôn đó, rồi bên những đối tác bên nước ngoài đó, bên Trung Quốc họ qua họ bán luôn, nếu họ mang cái sản phẩm vào Việt Nam họ bán, rồi bắt đầu nhà nhập khẩu Việt Nam họ mới nhập về họ bán tùm lum, bán từ lưa luôn, rồi cái sản phẩm mà con mua về mà con xài không được nhé, công suất á, thì lúc có lúc mất nó chập chờn liên tục vậy đó, rồi bà con mình phải chạy tới cái điểm đó, mình coi thử cái phao đó có bị lấy trộm hay không, hoặc là nó bị cái gì rồi, giống như tự nhiên đang hiển thị lên máy gì này, thông tin mình là tự nhiên nó mất tiêu luôn, rồi bà con không biết đường lặn, giống như mình ví dụ như đánh vào cái giăng lưới đây, bà con mình nghĩ là nó mất nguyên giăng lưới luôn, tại tự nhiên cái phao mình là nó mất tiêu luôn bà con, thì bà con mình không có thể nào bà con mình biết và kiểm soát được cái thông tin đó đó, rồi bà con mình chạy lại rồi giống như mình lo lắng thứ nhất, thứ hai nữa rồi mình bỏ công sức mình đi nữa, ví dụ như 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ mình tốn dầu tốn xăng nó còn hơn đó, bà con mình công nhận không đó. Cho nên bà con hãy cân nhắc chọn những sản phẩm cho nó ok hơn bà con nha, nó chất lượng, tại vì có rất là nhiều anh em nói với Dầu luôn mua về xài không được, xài được một thời gian thôi bà con là bắt đầu là nó bị vấn đề liền, rồi bắt đầu bà con mình bỏ luôn chứ làm sao, bây giờ sửa không được giống như nó bị lỗi luôn, lỗi nguyên một cái model luôn, nguyên một cái lô luôn đó, rồi bà con mình khắc phục như thế nào. Riêng bản thân của tụi em đây là thợ đi chăng nữa em cũng không thể khắc phục được luôn, do bên nhà máy họ sản xuất á, họ sản xuất nó là như vậy luôn, rồi bắt đầu là họ mang về Việt Nam bắt đầu là nó bị lỗi đó, thì bắt đầu là cung cấp ra thị trường rồi, giống như cái đơn vị nào mà họ uy tín á thì bắt đầu là họ mới đổi cho bà con, còn nếu như không á là bắt đầu là họ buông đuôi luôn, nếu như bà con bỏ ra mơ cái số lượng tiền bao nhiêu đó rồi bà con mua xem được thì bà con sửa sửa rồi sửa viết rồi bỏ luôn, chứ bây giờ làm sao bà con công nhận được đó không, đầu tiên thì bảo hành chán rồi bà con sửa, không lẽ bà con lại bà con chửi mắng cũng làm được cái vấn đề gì đó, cho nên bà con hãy cân nhắc. Tại vì bây giờ nói với bà con mình, những cái sản phẩm trên thị trường bây giờ nó khá là đa dạng, nó nhiều vô số hạn đó. Cái sản phẩm này bây giờ thị trường của mình bây giờ nó mở với những cái đối tác bên nước ngoài ấy. Bây giờ bên nó cạnh tranh trên những cái sàn thương mại điện tử ấy, giống như là mình ở dưới quê mình mà mình hay là ở những cái trung tâm, giống như cái sạp rau cải mà bán bên đây sạp bên kia sạp vậy đó bà con, giống như mua bên đây không được thì ngoắc qua bên kia vậy đó, cái ngành điện tử hàng hải cũng y chang luôn, không phải ngành điện tử hàng hải không bà con, mà bất cứ ngành nào nó cũng vậy, chứ nó cạnh tranh khốc liệt luôn, từ nhà sản xuất họ sản xuất rồi họ bán tới người tiêu dùng luôn đó, họ không thông qua trung gian, không thông qua nhà phân phối luôn. Mà em nói với bà con mình, cái ngư dân Việt Nam mình thì có một cái vấn đề là chuộng cái giá tốt á, chuộng cái giá tốt quá thì bắt đầu là những cái dòng này nè bắt đầu là đi theo về cái chất lượng, bà con mình nhớ không, những cái dòng phao này nè trước đây nó gần 2 triệu bà con nhớ cái thời điểm đó không, nhưng mà nó xài cực kỳ tốt đúng không, sau này bà con cảm nhận là nó cái chất lượng đi xuống không bà con, thì bà con công nhận không, tại cái giá tiền của nó giảm,
nó giảm xuống, cái chi phí nó buộc phải giảm xuống, rồi cái chất lượng nó kéo theo luôn, thì cái sản phẩm mình đưa ra mình thì nó không còn chất lượng, nó là như vậy. Cho nên cái phao này em thấy là cái vấn đề nó bây giờ nó khá là nhiều luôn, nên em mới làm cái video này. Tại vì có rất là nhiều anh em kêu em là gửi cho em khắc phục, gửi cho em sửa, rồi tùm lum vấn đề cho hỏi em. Nhưng mà em biết là nó như vậy luôn á, tại có những cái dòng phao em thấy là em biết luôn. Tại vì không phải là biết gì, mình đã va vấp vô rồi, mình đã mất tiền rồi. Đó, bản thân em trước đây em đã nhập về em bán thì em đã thấy nó cái vấn đề nó lỗi rồi. Đó, bắt đầu là buông buông bỏ luôn bà con. Đó, nó là như vậy, không không dám tung ra thị trường. Đó, có tung ra thị trường thì cũng phải đổi lại. Có nhiều câu chuyện là vậy đó, có những cái nhà sản xuất hay là những cái nhà nhập khẩu họ cũng ác lắm. Cái máy họ biết cái sản phẩm đó lỗi nha, nhưng mà họ vẫn bán ra thị trường. Bà con nhắm ghê gớm không? Giống như cái bộ đàm CP hồi xưa thôi, em là bị một lô rất là lớn luôn. Nó nhập về nhưng mà nó đã bắt một thời gian là bắt đầu nó bị lệch số. Nó thu phát nó éo 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 nó chuyện không được, thì giống như cái phao này cũng vậy nè. Bà con xài được chứ không phải xài được sản được, nhưng mà một thời gian là bà con sẽ bị nó hư tá lả binh luôn, bà con sửa hoài. Rồi cái nghề biển của mình vào nói với bà con mình, nó đọc một cái là cái này 1-2 triệu nó quan trọng thiệt, nhưng mà không có quan trọng bằng công việc của bà con. Bà con công nhận không? Nếu như nó hư bà con phải chạy vào, rồi nó làm cho bà con lo lắng, làm cho bà con mệt mỏi nữa. Công nhận không? Nó đủ thứ vấn đề vậy. Cho nên bà con phải lựa những cái nơi nào uy tín, sản phẩm nào nó chất lượng bà con sử dụng. Tại vì bây giờ bà nói với bà con mình, cái hàng Trung Quốc mình mua nó giống như nó dễ, giống như mình mua một cái sản phẩm bình thường vậy đó. Bà con mình Trung Quốc thì bà con mình biết rồi đó, cái giá nào họ cũng làm được hết trơn. Cái chất lượng nào họ cũng có chứ, nhưng quan trọng đó là bà con mình sử dụng có hiệu quả hay không thôi đó, và cái đơn vị cung cấp cho bà con có chất lượng hay không thôi. Chứ hàng bây giờ là nó tràn lan luôn bà con, gọi là giống như là tràn lan đại hải luôn á, cái kiểu nào bà con cũng có chứ. Bà con mình nhớ cái bộ đàm hồi xưa không? Bà con mua bộ đàm định vị hồi xưa bà con xài 10 năm 20 năm, bây giờ đâu có đâu đúng không bà con. Bà con mua cái bộ đàm bây giờ bà con xài 3 năm nay bà con sửa nát bấy. Tại vì cái giá tiền hồi xưa bà con nhớ mua cái bộ đàm thôi bao nhiêu vàng, 4-5 triệu bạc hồi xưa cả một cây vàng không. Bây giờ bà con mua cái bộ đàm ví dụ có 4 triệu à, chưa được một chỉ vàng bây giờ nữa. Thì bà con yêu cầu cái chất lượng là làm gì được bằng như hồi xưa nữa. Cho nên mình phải chấp nhận những cái đó thôi bà con. Mà bây giờ bà con muốn mua cái máy bộ đàm mà tốt như hồi xưa đó, mấy cái đơn vị sản xuất họ không sản xuất, tại họ sản xuất ra họ cạnh tranh không nổi, bán không có lợi nhuận. Bây giờ ví dụ như cái bộ đàm mà bán 10 triệu bà con đâu có mua đâu, bà con công nhận không? Nhưng mà 10 triệu bây giờ chỉ chưa được 2 chỉ vàng đó. Còn hồi xưa bà con mua cái bộ đàm 4 triệu bà con vẫn mua, bà con công nhận không? Vàng hồi xưa có mấy trăm ngàn. Thì nó là như vậy đó bà con, cho nên mình phải chấp nhận. Riêng mấy cái dòng mà phao bây giờ đúng không, nó cũng giống như bộ đàm vậy đó, y chang luôn, rất là dễ hư. Mà bây giờ bà con mình nhắm một ghe một tàu á, và theo như giờ biết á, ít gì cũng là một phao, còn nhiều gì nhầm tàu anh em xài vào bên vào nè, mua 3 cái mua 5 cái, có những anh em mua 10 cái 20 cái luôn, giống như là mình xài cái bây giờ mình không có là mình không sử dụng được luôn á. Và con nhắm cái công nghệ nó phát triển cỡ nào, nó càng ngày nó càng phát triển. Mà hầu như là cái ngành điện tử hàng hải của mình mà con để ý đi, bây giờ 70% là hàng của Trung Quốc không, cả mấy cái dòng Hoa này cũng vậy nè. Có mấy anh em cứ nghĩ là của Hàn Quốc hay Hoa này, nó không để China. Mà con coi kỹ đi, toàn là China sản xuất không, Trung Quốc không. Bà con mà thấy hay chưa, tại vì họ đáp ứng đúng với yêu cầu của mình đó. Mình đó thích dễ sử dụng đó, dễ sử dụng, giá thì nó hợp lý đó, chức năng thì nó tối ưu luôn, tức chức năng thì maximum, nó là như vậy. Giống như cái đầu mua này mà con mình thấy không, rất là dễ sử dụng đó, giá thì cũng vừa phải đó, công suất phát thu thì rất là mạnh mẽ. Mà con mình nhắm chết chưa, giống như mấy ông Hàn Quốc gì, mấy ông Nhật đâu đâu chịu nổi đâu. Hàn Quốc với Nhật sản xuất ra cái máy nhận dạng bán mấy chục triệu, nhưng mà mấy ông này bán hơn 10 triệu à. Đó, đó. Mà tối ưu hết những thứ đó, bà con thấy công nhận không? Cho nên cái dòng nói về vấn đề phao mình cũng vậy, cho nên bà con mình hãy cân nhắc lựa chọn đúng sản phẩm của mình ha, đúng sản phẩm, đúng những cái đơn vị cung cấp để bà con sử dụng cái dòng phao này. Còn nếu như không thì bà con nó hư liên tục luôn. Tại vì
vào làm trên mấy cái nền tảng này nè, có rất là nhiều anh em nhờ vào hỗ trợ, mà vào biết hỗ trợ sao giờ, mà bản thân vào thì không có được quyền nói cái này là tốt cái kia là xấu. Mình bản thân vào phong cách làm việc của vào là giờ không có được quyền nói xấu ai hết. Đó, cái nào thì vào tốt thì vào khen, không tốt thôi vào không quan tâm luôn, vào không đề cập, chứ vào đặc biệt là vào không có so sánh nói cái ông này tốt ông kia xấu. Tại vì khi mà người ta mang vào Việt Nam thì người ta cũng test rất là kỹ rồi, nhưng mà lỗi thì ngoài ý muốn thôi. Nó vào thì không có khái niệm là nói mình tốt mà nói người ta xấu, ví dụ vậy, nói hãng này tốt nói hãng kia xấu, vào không có đó, thật sự là vậy luôn. Nếu như mà vào cảm thấy cái hãng đó nó không ok thì vào không có nói luôn, không chia sẻ, không có review, không có nói bất cứ gì hết đó, cũng không có dám đem về để mà chia sẻ với bà con ngư dân, thật sự là vậy. Chứ vào không có làm những cái video mà công kích thẳng luôn, vào cái đó là vào không có làm, ghi bản thân vào là vậy đó. Thì vào chỉ nói vấn đề chung chung vấn đề phao này để cho con mình, bà con mình nó xác, bà con mình xác nhận những cái đó thôi nha, bà con mình cần lựa ha, sản phẩm nào nó phù hợp đó, và cái chất lượng thì bà con mình trên ngư dân trên biển mình mở bộ đàm lên nói những cái một thì nó gian hết trơn, đúng không bà con? Nếu như mà tốt không tốt thì bà con mình biết liền đó. Trên thị trường bây giờ nó trôi nổi rất là nhiều luôn đó, thì giờ làm cái video chia sẻ cho bà con mình đó. Tại vì bây giờ Trung Quốc và bà con chùm luôn mà. Mà không phải là Trung Quốc họ sản xuất hàng kém chất lượng nha, tại vì vô nhu cầu của mình. Chứ Trung Quốc họ cũng có những sản phẩm rất là chất lượng đó, nhưng mà người ta nói thường nói Trung Quốc là sao với bà con mình biết không? Cái giá nào họ cũng làm được, cái giá nào họ cũng sản xuất gì, quan trọng là cái mức tiền thôi. Nếu như bà con mua cái phao này 2 triệu thì họ vẫn sản xuất cho bà con cái phao chất lượng 2 triệu. Nếu như bà con nói bây giờ anh sản xuất cho tôi cái phao 1 triệu tôi giống hệt vậy vậy luôn, thì họ vẫn sản xuất cho bà con cái phao 1 triệu giống như hệt vậy luôn. Nhưng mà cái độ bền thì chuyện của mình, họ không quan tâm đó. Nói thẳng là như vậy luôn đó bà con. Cho nên á, bên trong bên ngoài gì nó y chang hết trơn đó, nhưng mà nó khác chút xíu thôi là nó thay đổi biết bao nhiêu rồi. Bà con là người ngư dân thì không cảm nhận đâu đó. Bản thân giàu là người kỹ thuật thì giàu mới cảm nhận được cái sự khác biệt nó như thế nào. Thì quan trọng là bà con chọn đúng cái nơi để bà con chào gửi niềm tin. Rồi giờ xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Bà con xem video nhớ ấn đăng ký nha bà con. Ấn vào cái chuông, ấn vào chữ đăng ký cho Giàu. 5 giờ chiều mỗi ngày là Giàu ra video. Bà con nhớ thả cho Giàu một like nha. Bà con cần làm video nào nhớ comment. Giàu có để cái số điện thoại trên màn hình đó. Bà con nhớ vô đó, liên hệ với Giàu qua Zalo. Hoặc là inbox ghi cho Giàu, hoặc là gọi trực tiếp video call cũng được. Rồi giờ xin chào nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều nha.